Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12 năm 2022. Dự án này đi qua địa bàn hai quận của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh. Điểm đầu của dự án nằm tại đoạn rạch cầu Bông giao với kênh Nhiêu Lộc, thị nghè tại đường Trường Sa. Dự án có tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 6.372 tỷ đồng, 2.710 tỷ đồng chi phí xây dựng, còn lại là chi phí khác. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố, thực hiện từ 2023 tới 2028. Dự kiến tháng 8 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công xây dựng đoạn rạch qua quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh sẽ khởi công gói thầu xây lắp tháng 4 năm 2025 và hoàn thành tháng 4 năm 2028. Đi qua trung tâm thành phố, có đoạn song song với đường Điện Biên Phủ, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau khi hoàn thành sẽ góp phần làm đẹp bộ mặt thành phố, cũng như cải thiện môi trường của hệ thống kênh, rạch trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo xây dựng, dự án gồm tuyến rạch chính dài gần 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc, thị nghè đến sông Vàm Thuật và 3 nhánh dài hơn 2,2 km, nhánh Cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi. Lòng rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét sâu 3,5 m, rộng 20-30 m cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa đồng bộ. Hai bên bờ sẽ được xây dựng đường, mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè 3-4 m, cùng công viên, mảng xanh, hệ thống chiếu sáng. Để triển khai dự án này, quận Bình Thạnh có 2.122 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn 7 phường, trong đó có 1.273 trường hợp giải tỏa trắng. Tổng kinh phí bồi thường dự án ở quận Bình Thạnh gần 6.000 tỷ đồng. Quận Gò Vấp sẽ giải tỏa 137 trường hợp ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi gần 25.000 m2, chi phí bồi thường hơn 354 tỷ đồng. Đường Bùi Hữu Nghĩa đi song song với dự án.